bạc miễn phí à chị, hay là bạc? Bao nhiêu hạt để đếm? Ờ, đấy, chắc là được khoảng chục hạt chăng. Chẳng thấy. Đây để chú xuống xem, cháu thì cháu không rành lắm mấy cái này. Tối đây này chú. À không, nhưng mà bây giờ bà cháu gì rồi, thôi chả mua cho ai nữa. Các bạn nếu mà về dưới đấy thì mang cùng về luôn, nhưng mà cháu có về đâu. Thank you.
Công nhận ở đây hiện đại nhỉ, có cái cây xăng đốt tiền này. Ở dưới kia không có đâu, kể có cái cây này thì tốt. Qua không mua chứ, không mua có hết. Cái cây xăng này là nó tự động. Mình mua về mình ấy. Chú nhà đâu? Em ở dưới Hà Nội. Hà Nội cây xăng nhãn thế làm sao mà ấy được? Đây là không vàng, không có kiểu như tự động này. Cây này thì anh mua đúng anh ấy chứ? Được. Cây này thì thế thì quá tiện nhỉ anh nhỉ. Anh mua đông anh cho đây nắp đi. Ấn đầu. Cảm ơn mình đi đó. Cảm ơn rồi. Cảm ơn tức là hết tiền rồi.